quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cách xem ngày tốt trong tháng 10 âm lịch dành cho tuổi Mùi. Và tuổi Mùi ở trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có 5 tuổi Mùi được lựa chọn xem ngày tốt. Thứ nhất là tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955 và năm 2015. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Và tuổi Quý Mùi, sinh năm 1943 và năm 2003. Thì trước khi đi vào xem ngày tốt trong tháng cho từng tuổi, thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị và các bạn biết về cái cấu trúc của cái bảng này để quý vị có thể tiện theo dõi. Thì quý vị có thể thấy là trong bảng có rất nhiều những cái ô nhỏ tượng trưng cho từng ngày. Và trong một cái ô này, chúng tôi sẽ có 4 hàng. Hàng thứ nhất là thiên can. Hàng thứ hai là địa chi. Hàng thứ ba là ngày âm lịch xét trên thiên can và địa chi. Và hàng cuối cùng là nạp âm ngũ hành của ngày. Và đầu tiên thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái ngày xấu ở trong tháng 10 này. Và những ngày xấu này là ngày xấu áp dụng cho tất cả các tuổi chứ không riêng tuổi nào. Bởi vậy mà quý vị có thể nốt lại để có thể phòng tránh những cái ngày này, không làm việc vào ngày này, tránh gây hậu quả về sau. Thì đối với tháng 10, tháng Đinh Hợi có nguyệt kiến tại Hợi, sẽ xuất hiện nguyệt phá tại Tỵ, xung với nguyệt kiến chúng ta sẽ bỏ đi. Tiếp theo, những ngày thụ tử sẽ rơi vào ngày Thân, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Ngày sát chủ rất xấu, rơi vào những ngày Dậu, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Và bởi vì đây là tháng 10, xem cho tuổi Mùi, bởi vậy mà những cái ngày xung tuổi sẽ rơi vào tuổi ngày Sửu, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương thì sẽ rơi vào ngày mùng 3, ngày Giáp Tý, chúng ta sẽ gạch bỏ. Tiếp theo là ngày mùng 7, ngày Mậu Thìn, gạch bỏ. Ngày 13 là ngày Giáp Tuất, chúng ta cũng bỏ đi. Ngày 18 là ngày Kỷ Mão, chúng ta gạch bỏ. Tiếp theo ngày 22, ngày Quý Mùi, chúng ta gạch bỏ. Và ngày 27 là ngày Mậu Tý, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Ngày Con Nước sẽ rơi vào ngày 11, Nhâm Thân. Và ngày 25, Bình Tuất. Ngày Dương Công Kỵ sẽ rơi vào ngày 23, là ngày Giáp Thân. Và cuối cùng là ngày Thiên Địa Chuyển Sát, rơi vào ngày 15, ngày Bính Tý. Và đây là tất cả những cái ngày xấu trong tháng mà tất cả những cái người tuổi Mùi của chúng tôi thì đều không được làm công việc gì vào trong những cái ngày này để tránh là gây hậu quả đáng tiếc về sau. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi xem ngày tốt trong tháng 10 âm lịch cho từng tuổi. Thì khi mà đi vào từng tuổi thì chúng tôi sẽ lựa chọn trên cái tiêu chí là những cái ngày tốt sẽ xuất hiện lộc tồn quý nhân dựa theo thiên can. Và sau đó là chúng tôi sẽ xem xét tới địa chi, xem xét những cái ngày mà xuất hiện nhị hợp rồi thiên mã liên quan tới địa chi của tuổi. Và tiếp theo là sau khi lựa chọn được những cái ngày lộc tồn quý nhân rồi những cái ngày nhị hợp thiên mã xuất hiện thì chúng tôi sẽ dựa vào nạp âm ngũ hành của tuổi và ngày để xem là ngày đó là ngày đại cát hay là ngày thứ cát. Và đầu tiên thì chúng tôi sẽ đi xem ngày tốt tháng 10 âm lịch cho tuổi Ất Mùi. Tuổi Ất Mùi với thiên can là Ất sẽ xuất hiện lộc tồn tại Mão. Lộc tồn tại Mão chúng ta sẽ có ngày mùng 6 Đinh Mão và ngày 30 là ngày Tân Mão. Tiếp theo, với tuổi Ất Mùi thì sẽ xuất hiện quý nhân tại Tý và Thân. Thân rơi vào ngày Tố Tử, chúng ta sẽ không xét nữa. Và Tý thì tất cả đều rơi vào ngày Tam Nương và ngày Thiên Địa Chuyển Sát nên chúng ta cũng sẽ không xét tới nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xét tới địa chi. Với địa chi tuổi Mùi thì sẽ xuất hiện nhị hợp tại Ngọ và thiên mã tại Tỵ. Nhị hợp tại Ngọ sẽ là ngày mùng 9 canh Ngọ và ngày 21 nhâm Ngọ. Tiếp theo là với thiên mã tại Tỵ, Tỵ rơi vào nguyệt phá. Bởi vậy mà chúng ta có thể thấy là với tuổi Mùi và địa chi là Mùi thì tất cả những cái ngày thiên mã sẽ rơi vào ngày Tỵ và ngày Tỵ là rơi vào ngày nguyệt phá chúng ta sẽ bỏ đi. Bởi vậy mà đối với tuổi Mùi chúng ta sẽ không xét về thiên mã xuất hiện trong tháng nữa. Đây là tất cả những ngày tốt dành cho tuổi Ất Mùi và chúng ta sẽ đi xem xét nạp âm để có thể biết là ngày nào là ngày đại cát dành cho tuổi Ất Mùi. Đối với tuổi Ất Mùi có nạp âm là Kim thì chúng ta sẽ xem xét vào ngày mùng 6 ngày Đinh Hỏa, nạp âm là Hỏa. Hỏa khắc Kim, bởi vậy đây chỉ là ngày thứ cát. Tiếp theo, ngày Tân Mão, ngày 30, nạp âm là Mộc. Kim có thể khắc chế được Mộc, bởi vậy chúng ta có thể lựa chọn ngày này. Ngày mùng 9, ngày canh Ngọ, nạp âm là Thổ. Thổ sinh Kim, có thể sử dụng.
Và tiếp theo ngày Nhâm Ngọ, ngày 21 nạp âm là Mộc, Kim khắc Mộc cũng có thể sử dụng ngày 21 này. Đó là những ngày tốt dành cho tuổi Ất Mùi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi lựa chọn ngày tốt dành cho tuổi Đinh Mùi trong tháng 10. Đối với tuổi Đinh Mùi là có thiên can là Đinh. Với thiên can Đinh thì sẽ xuất hiện lộc tại Ngọ. Xuất hiện lộc tại Ngọ, chúng ta sẽ có ngày 9 và ngày 21. Tiếp theo, với tuổi Đinh Mùi, chúng ta sẽ có quý nhân xuất hiện tại Dậu và Hợi. Dậu là ngày sát chủ, chúng ta sẽ bỏ đi. Và Hợi, chúng ta sẽ có ngày 2 Quý Hợi, ngày 14 Ất Hợi và ngày 26 Đinh Hợi. Đối với địa chi là Mùi thì chúng ta sẽ xuất hiện nhị hợp tại Ngọ. Đây, nhị hợp tại Ngọ là ngày 9 và ngày 21. Chúng ta sẽ đi xem xét nạp âm để lựa chọn ngày đại cát cho tuổi Đinh Mùi. Thì với tuổi Đinh Mùi có nạp âm là Thủy. Ngày 9 ngày Canh Ngọ nạp âm là Thổ. Thổ khắc Thủy, bởi vậy đây chỉ là một ngày thứ cát. Ngày 21 là ngày Nhâm Ngọ, là ngày Mộc. Thủy sinh Mộc, tuy nhiên lại không có vượng cho tuổi, bởi vậy đây cũng là một ngày thứ cát. Tiếp theo, ngày 2. Ngày 2 là ngày Quý Hợi, nạp âm là Thủy. Thủy vượng Thủy, có thể sử dụng. Ngày 14, ngày Ất Hợi, nạp âm là Hỏa. Thủy khắc chế Hỏa, cũng có thể sử dụng. Và cuối cùng là ngày 26, ngày Đinh Hợi là Thổ. Thổ khắc Thủy, bởi vậy mà đây chỉ là ngày thứ cát. Đó là những ngày tốt dành cho tuổi Đinh Mùi trong tháng 10 âm lịch. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tuổi Kỷ Mùi. Với tuổi Kỷ Mùi có thiên can là Kỷ. Và với thiên can là Kỷ sẽ xuất hiện lộc tồn tại Ngọ ngày 9, ngày 12. Tiếp theo với tuổi Kỷ Mùi chúng ta sẽ xuất hiện quý nhân tại Tý và Thân. Tý chúng ta đã bỏ đi và Thân chúng ta cũng đã bỏ, bởi vậy mà sẽ không xét tới ngày quý nhân trong tháng của tuổi Kỷ Mùi. Với địa chi là Mùi, chúng ta sẽ có nhị hợp tại Ngọ. Đó là ngày 9 và ngày 12. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét nạp âm dành cho tuổi Kỷ Mùi. Thì với tuổi Kỷ Mùi có nạp âm là Hỏa, thì ngày 9 là ngày Canh Ngọ, nạp âm là Thổ. Hỏa sinh Thổ, bởi vậy đây chỉ được coi là ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày Nhâm Ngọ, ngày 21 có nạp âm là Mộc, Mộc sinh Hỏa, bởi vậy có thể sử dụng ngày 12 này. Đó là những ngày tốt dành cho tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10. Chúng ta sẽ đi vào xem xét cho tuổi Tân Mùi. Với tuổi Tân Mùi có thiên can là Tân thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Dậu. Đây chúng ta có thể thấy là tất cả những ngày Dậu đều rơi vào ngày sát chủ nên chúng ta cũng sẽ không xem xét nữa. Với tuổi Tân Mùi thì sẽ xuất hiện quý nhân tại Ngọ và Dần. Ngọ ngày 9, ngày 21 và Dần là ngày 5, ngày 17 và ngày 29. Với địa chi là Mùi sẽ xuất hiện nhị hợp tại Ngọ. Đây, Ngọ 9 và 21. Chúng ta sẽ đi lựa chọn ngày đại cát cho tuổi Tân Mùi. Tuổi Tân Mùi có nạp âm là Thổ. Chúng ta sẽ xét ngày 9 ngày Canh Ngọ nạp âm là Thổ. Thổ vượng Thổ, có thể sử dụng. Ngày 21 là ngày Nhâm Ngọ có nạp âm là Mộc. Thổ vượng Mộc, tuy nhiên lại không có tốt cho ngày nên chúng ta sẽ ghi đây là ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 5. Ngày 5 là ngày Bính Dần, nạp âm là Hỏa. Hỏa sinh Thổ, có thể sử dụng. Ngày 17, ngày Mậu Dần, nạp âm là Thổ. Thổ vượng Thổ, có thể sử dụng. Ngày 29, nạp âm là Mộc. Mộc khắc chế Thổ, bởi vậy đây là ngày thứ cát. Đó là tất cả những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch dành cho tuổi Tân Mùi. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với tuổi Quý Mùi. Thì với tuổi Quý Mùi, thiên can là Quý sẽ xuất hiện lộc tồn tại Tý. Tất cả những ngày Tý đã rơi vào tam nương và thiên địa chuyển giáp nên chúng tôi sẽ không xét tới nữa. Tiếp theo, với tuổi Quý Mùi sẽ xuất hiện quý nhân tại Tỵ và Mão. Ngày Tỵ chúng ta đã bỏ đi. Và ngày Mão sẽ gồm có ngày 6 và ngày 30. Tiếp theo, với địa chi là Mùi thì sẽ xuất hiện nhị hợp tại Ngọ. Nhị hợp tại Ngọ là ngày 9 và ngày 21. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xét về nạp âm để lựa chọn ra ngày đại cát. Với tuổi Quý Mùi có nạp âm là Mộc. Thì đối với ngày 6, ngày 6 là ngày Đinh Mão, nạp âm là Hỏa. Mộc sinh Hỏa, bởi vậy đây là ngày thứ cát. Tiếp theo, ngày Tân Mão nạp âm là Mộc. Mộc hợp với Mộc nên có thể sử dụng. Ngày 9 là ngày Canh Ngọ, nạp âm là Thổ. Mộc có thể khắc chế được Thổ, bởi vậy mà chúng ta cũng có thể sử dụng.
Và ngày 21, ngày Nhâm Ngọ là Mộc, Mộc Vượng Mộc cũng có thể sử dụng ngày này. Và kính thưa quý vị, trên đây chính là bảng lựa chọn ngày tốt dành cho các tuổi Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi và Quý Mùi. Thì quý vị có thể chụp lại màn hình hoặc là tự tạo cho mình một cái bảng như thế này để có thể tiện theo dõi trong tháng. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn tuổi Mùi đã có thể lựa chọn cho mình những cái ngày tốt trong tháng dành cho từng tuổi của chúng ta để có thể thực hiện các kế hoạch đã đề ra như dự định. Và rất mong là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Phong Thủy Lộc Tài. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.